từng là một trong những hệ tư tưởng được cư dân mạng yêu quý với 661.000 người theo dõi và 8,5 triệu lượt yêu thích, TikToker Mộng Kha bất ngờ tuyên bố rời mạng xã hội khiến ai nấy đều hụt hẫng. Trong clip được đăng tải vào ngày 2 tháng 9, Mộng Kha trực tiếp chia sẻ lý do rằng Kha thấy cũng đã lớn tuổi, Kha muốn nghỉ ngơi, nghỉ quay clip và mong mọi người thông cảm. Ngoài ra, Mộng Kha cũng tiết lộ thời gian vừa qua mình cũng được team hỗ trợ, giúp đỡ để có nhà có cửa, cuộc sống đỡ hơn rất nhiều. Mộng Kha liên tục khẳng định mình được bà con cô chú yêu mến, không hề có áp lực gì mà ngược lại, cảm ơn mọi người rất nhiều vì tình cảm này. Trong clip thông báo còn có sự xuất hiện của chàng trai tên Tài, người quay các clip cho Mộng Kha. Tài chia sẻ mình cũng khá buồn khi nghe tin này từ Mộng Kha, mọi công việc mình làm cũng êm xuôi thoải mái. Tới bây giờ chị Kha mệt thì tụi em ngưng cho chị Kha nghỉ ngơi, chừng nào chị Kha khỏe hẳn hay thích quay nữa thì tụi em sẵn sàng đón nhận, vẫn tiếp tục quay nữa. Xin cảm ơn cả nhà mình đã ủng hộ tụi em trong thời gian dài vừa qua. Chúc mọi người sức khỏe và thành công trong công việc. Cũng trong clip này, một thành viên trong team tên Trung thông báo giao cho Tài và một người nữa tiếp tục làm video đăng trên kênh Mộng Kha. Tuy nhiên Trung cũng khẳng định sẽ đổi tên kênh, không dựa vào tên một người nữa. Hiện tại sự việc đang được cư dân mạng quan tâm và để lại bình luận phía dưới clip thông báo. Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối vì từ nay sẽ không còn được xem những khóa nữ công gia chánh của hệ tư tưởng Mộng Kha. Bên cạnh đó, không ít bình luận đưa ra thuyết âm mưu về lý do thực sự phải dừng quay clip vì gương mặt buồn hiu của Mộng Kha. Có người cho rằng nguyên nhân là vì lục đục nội bộ, có ý kiến lại khẳng định thái độ của Mộng Kha như đang bị ép hoặc không thoải mái. Song đây vẫn chỉ là đồn đoán từ cư dân mạng, chưa có chia sẻ chính thức nào từ các bên liên quan. Một số bình luận từ dân tình: nhìn chị Kha buồn như vậy, kiểu bị ép hoặc không thoải mái nữa mới dừng đó. Sao chị ngồi thẫn thờ vậy, có chuyện gì hay sao á? Thương chị, mộc mạc giản dị nhưng lại không biết chữ nên làm gì cũng khó. Nay chị buồn, không tương tác với ai, phải có vài chuyện nên mới ra vậy. Đã đầu tư cái nhà nấu ăn như vậy mà bị dừng không quay nữa là chắc có uẩn khúc phía trong rồi. Nhìn chị buồn buồn sao á, thấy buồn từ mấy clip nấu ăn gần đây rồi. Có ai nghĩ giống tôi không, nhìn mặt chị Kha là đoán ekip không có tiếng nói chung. Được biết trước khi trở thành TikToker nổi tiếng, Mộng Kha có hoàn cảnh khá khó khăn, từng sống trong một căn nhà tranh vách đất, lợp lá không đủ để che nắng che mưa. Mộng Kha còn mồ côi bố mẹ từ sớm nên một mình bươn trải, bán vé số để kiếm tiền sống qua ngày. Từ tháng 12 năm 2023, kênh TikTok ẩm thực Mộng Kha xuất hiện, bắt đầu đăng tải những clip đầu tiên về ẩm thực miền quê. Từ đó cô mới được mọi người biết đến, mà cũng được nhiều người giúp đỡ xây sửa nhà cửa khang trang và đầy đủ hơn xưa. Thậm chí, dân tình còn thấy Mộng Kha ăn diện hơn hẳn, giao lưu cả với giới chơi siêu xe. Chiếc Lamborghini trị giá đến cả chục tỷ đồng xuất hiện trong clip của Mộng Kha và cô cũng khéo léo chọn một bộ đồ màu tím xuyệt tông với chiếc siêu xe này. Vẫn là phong cách chậm rãi, từ tốn đóng cửa xe, nhưng lần này Mộng Kha đang chạm tay vào siêu xe tiền tỷ. Điều này khiến không ít ý kiến trái chiều bùng nổ. Hiện tại Mộng Kha đã bước vào tuổi 52, ngoài quay clip, Mộng Kha còn bán vé số để mưu sinh.